Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là thương hiệu NS Audio đến từ Brazil. Đấy, NS Audio Brazil này. Đây là tủ đựng của một cái model dòng loa rất là hot, cực kỳ nổi tiếng tại Việt Nam trong suốt 3-4 năm gần đây. Thương hiệu này đã được một số công ty rất là lớn, không phải một số mà là chính xác là một số công ty, một công ty đó là công ty Alex nhập khẩu các sản phẩm của NS Audio Brazil nhập về để bán và lắp vào trong những bar vũ trường, phòng hát, VIP. Đấy. Và mẫu này thì là model đó là NS Audio Sika 15. Cấu hình của nó sử dụng như cái loa xanh hôm nay em giới thiệu ấy. Đấy, tự nhiên khách gọi bây giờ cho này. Đấy các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ mở tủ máy ra, mở tủ ra cho các bác xem. Đây hôm nay giới thiệu tủ thôi, cái này là chuyên dùng để bảo vệ loa, để giới thiệu một gốc chi tiết nữa. Thì em sẽ mở ra cho các bác xem nhé. Đây, em sẽ mặt các bác nhé. Thì em sẽ lấy cái thước em đo luôn cho các bác là xem cái bên trong cái thùng này. Thì đây là cái bên trong cái thùng này, đo kịch kim nhé, kịch cỡ này, kịch cỡ hết cỡ là được khoảng tầm 90-91 cm, khoảng tầm thế thôi nhá. Về mấy cái miếng cao su này các bác có thể tháo rời được ra. Và đây là nguyên cái giấy bảo hành của hãng này. Đấy, và chiều bên cạnh này, chiều bên cạnh đây thì em sẽ đo cho các bác là vào 45 cm, 45 cm, gần hết cỡ nhá. Nó chỉ có cái đoạn này nó hơi kích ra một tí này. Đấy, và cái chiều cao thì em sẽ đo là cái tủ này thôi, đo đây là biết rồi. Đấy, đo này là cao là vào 64. Nếu mà tính 64 nhá, trừ một tí này đi. Đấy, cộng với đây nữa. Thế là vào 74, gọi là 70 đi. Gọi là cao hết cỡ là được 70 cm. 70 là hơi hụt đấy, 70 là hơi ít đấy, bởi vì đây nó còn trũng này một tí này. Đấy, các bác trừ đi nhá. Nói chung là cái loa NS màu xanh này em nhét một phát vừa luôn, nên là không biết là bác khách Hà Nội có lấy luôn không. Em để trong hàng kia. Thì giá hiện tại em đang bán tại cửa hàng là 4 triệu hai đôi, à một đôi, quên hai đôi. 4 triệu một đôi, 2 triệu một chiếc, giá rẻ như hàng lắp ráp tại Việt Nam. Mà đây là tủ nhập từ châu Âu về, tủ nhập từ Brazil. Tủ này đi theo loa Sika 15. Anh em đã lắp loa Sika 15 ở trong 3 vũ trường. Các bác nào đã trải nghiệm thì các bác biết. Em sẽ cố gắng để một đoạn review ngắn cái chất lượng âm thanh của dòng Sika 15, hàng chính hãng của NS Audio nha. Tủ này là tủ xịn, tủ này gọi là tủ bãi cũng được, mà gọi là tủ nhập khẩu mới về hàng nước cũng được. Đấy, tủ này đi theo loa nên là rất là có giá. Các bác đi đóng mướn một đôi tủ này mà không có tầm 6 đến 7 triệu một đôi nhá, các bác đến tận nhà mà chửi ngoài mặt em, được chưa? Nó phải chuẩn. Đây, cái logo của nó có một tiếng tấm nhôm bán ốc đây rất là dày này, NS Audio Brazil xịn cao cấp. Đấy, đây nó có cái gì nữa đây, à đây audio.br này, chắc là giấy đi theo loa. Còn đây là hướng dẫn sử dụng, kiêng luôn cả phiếu bảo hành thôi, phiếu bảo hành. Thì em sẽ mở ra cho các bác xem nhá, xem là cái phiếu bảo hành của cái dòng loa Tây nó khác nhiều không ấy. Ngày trước em cũng định giới thiệu với toàn thể các bác mẫu này rồi, nhưng mà giá nó cao quá, ngày trước là không có cái gan to để giới thiệu các hàng sự kiện khủng bố như này. Giá của đôi này mới thì bây giờ không có nữa, bởi Sika 15 là đã dừng sản xuất rồi. Sika 15 model này là dừng sản xuất rồi. Đây có luôn cả thông tin địa chỉ này. Đây là tủ nhá, tủ đấy, chứ không phải là giới thiệu loa đâu. Đấy, toàn tiếng Tây, được chưa? Toàn tiếng Tây. Đấy, có sao giới thiệu vậy cho các bác nha. NS Audio. Nói chung là nếu mà các bác đi mua các loại tủ mới thì không có cửa với các loại tủ xịn đi theo loa này đâu. Về các bác có thể nhấc 4 cái chân cao su, các bác nhấc một đôi 75 vào đây vừa khít luôn. Đấy, một đôi 75 vào một con quay mặt này, con quay mặt kia vừa khít luôn. Hoặc là các bác để array vào đây, chiều cao cũng đo được. Để A dây vào đây thì một tủ này sẽ được một đôi A dây.
Nếu mà dây nó dài từ đây đến đây thì chắc là chỉ có dây đôi 2 năm thôi. Còn cái dây đôi 30 này của em là không vừa. không vừa. Bởi vì bản thân của nó 1m08 rồi mà đây nó có 9 mấy. Đấy. Xịn nhá, ở dưới luôn luôn có bánh xe nhá. Để các bác nhìn kìa. Đấy. Các bác mà mang đi làm phương tiện nhìn trong 4 cái tủ này hoành tráng. Thì đây là cũng một đơn bác khách đặt đặt trước nhá. 4 triệu một đôi. 2 triệu một chiếc. 2 4 6 8. Đấy. 8 triệu lên được. Còn sau này mà em vỡ được các loại tủ máy bãi giá nó rẻ hơn nhiều. Bên Trung Quốc nó bán nó rẻ lắm. Nhưng mà về cước phí nó cao. Cước phí đây cứ vận chuyển ấy. Ok, xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hẹn các bác trong clip đằng sau chứ khoe nhiều quá các bác ghét mà toàn cái hàng hiếm. Toàn những hàng rất là chất lượng như này. Đấy, các bác cứ dùng thoải mái đi. Sước này không ăn thua gì đâu. Mà tủ này tủ Tây nó sản xuất nó khác hoàn toàn với tủ Việt Nam. Tủ Việt Nam đây. 1.750.000 đổ buôn đấy. Nha, 1.750.000 đổ buôn đấy. Đừng có nói là như này chắc phải tầm đấy. Đó, đổ buôn này. Trừ quạt 100.000 đi, 1.650.000. Đấy. Này mà đóng mới nên bét bét nó phải tầm 6 đến 7 triệu một đôi. Không đùa được đâu. Đạt nám. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong video lần sau. Meu nome é Jonas. Eu sou o gerente de vendas da empresa LSL. A gente vem aqui apresentar uma parceria com a Quanta. Eles vieram conversar conosco sobre a necessidade de produtos para as instalações fixas. A gente já tinha algum produto em linha, né, o qual já tinha até locais com os produtos instalados. E a gente ofereceu esses produtos a eles, realizaram alguns projetos, né, um tempo atrás. Instalações em igreja. A partir de agora, todos os projetos de instalações fica a responsabilidade da Quanta, a qual é a única empresa no Brasil autorizada a revender os produtos da LS Audio. Então, quem quiser qualquer informação, pode contar com nossa empresa LS Audio ou com a Quanta. Obrigado.